Nhà thuốc Đông Y Khương Chờ Thảo Dược vùng Tây Bắc Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi chương trình của Khương Chờ Hôm nay Khương Chờ lên cái vùng núi này để thấy cây tuyến khửn các bạn nhé Nhưng mà không còn nữa các bạn Người ta không biết chứ không phải là người ta lấy hết Bởi vì cái khu này là khu đào đãi Đào đãi, đá, đá quý Rất là mát Cây tuyến khửn này thì thường là hay mọc ở khe đá Thế là nó mọc ra một ra từng bụi một có bụi độ khoảng 5 10 cân là cây tuyến khửn đấy các bạn nhé rất tiếc là không còn một cây non nào bởi vì rộng rạp. người ta dọn hết đi không còn cây non nào để quay cho các bạn xem cây tuấn khửn là gì cái tuến là làm cây thuốc để dùng cho nam nữ yếu sinh lý các bạn nhé Thế cho nên hôm nay không có cây tuyến khửn mình không giới thiệu nhưng mình bắt gặp một cây dứa dại ngọn tím nha dứa dại lá tím này, này các bạn nhìn này đấy rất là quý cây này quý lắm tí nữa mình đem về mình trồng đấy cây dứa dại dứa dại ngọn tím cây dứa dại khác với cây dứa nhé. dứa nhà các bạn nhé nó mọc mọc uh, tựa vào cây khác thân của nó là thân thân thảo lá ôm sát với thân cả hai mặt lá của cây dứa dại đều không có lông rất là nhẫn dài từ 1 đến 1,5 và đến 2 mét, rộng từ 3 đến 5, 6 cm. 2 mép lá, rất là nhiều răng cưa đây các bạn nhé. Đây các bạn nhìn này, hai mép lá, rất là nhiều răng cưa sắc. Đây. Cây dứa dại làm cây thuốc rất là quý. Trước hết, mình giới thiệu với các bạn bài thuốc chữa viêm đường tiết liệu và người ta thường nói là viêm miệng đạo đường tiết liệu đi đi giải ra máu các bạn nhé các bạn lấy cây dứa dại này lá dứa dại này băm ra phơi khô một nắm thạch vi nhé cái thạch vi thạch vi thạch vĩ mà hay cũng mọc ở nản đá mọc ở vách đá hay là mọc ở cây cây gì nó cũng mọc miền xuôi cây thạch vi cũng có như vậy là không có thạch vi một nắm cỏ tháp út một nắm dễ cỏ chanh người ta gọi là bạch mau căn một nắm cây chỉ thiên một nắm, cây thiên thảo một nắm, tất cả các vị thuốc trên các bạn trộn vào với nhau làm thành một thang thuốc cho bệnh nhân bị đáy rắt, đáy buốt, đáy ra máu nhé. Thân của cây này thì các bạn băm ra làm thuốc gan các bạn nhé. Lá của cây này thì thường thường chúng tôi hay dã ra, dã ra để đắp vết thương mà. Ví dụ những người bị, bị ngã bong gân ấy là chúng tôi hay dùng cái lá cây này để để đắp các bạn nhé còn hôm nay ấy, là mình vào khu này rất là nhiều đây đây là cái huyết huyết đằng nhé các bạn nhé huyết đằng cây này là ngọn đỏ Băm bập ra rất là đỏ đây các bạn này bập ra rất là đỏ huyết đằng kê huyết đằng nói chung cái dòng huyết đằng ấy thì rất là nhiều loại chứ không phải bảo là cây này ông này giới thiệu sai cái cây kê huyết đằng hay là gọi là cây chín vòng ấy thì nó có ba lá chép nhưng cây chín vòng ba lá chép này thì nó lại là một cây ấy ngọn đỏ lá màu màu xanh đục, cây cái đó, ba lá chép kia ngọn non lá non lá già đều xanh nhưng đều có huyết đều có huyết từng khoanh một cho nên là các bạn đừng có bảo rằng là đây không phải là huyết đằng kia là kê huyết đằng nhé hay là cây chín vòng đây hôm nay mình giới thiệu đây rất là nhiều đấy nhé nhưng hôm nay mình đi tìm cây tấn khửn cho nên mình không đả động đến cây này xin chào tạm biệt các bạn nhá đây một búi này tôi phải lấy đem về rồng